Theo báo cáo của Bộ Công Thương, 6 tháng đầu năm nay, nguồn cung các mặt hàng thiết yếu tại thị trường trong nước luôn được đảm bảo, giá tương đối bình ổn. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt trên 3 triệu tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2023. Dự báo từ nay đến cuối năm, thị trường hàng hóa tiếp tục được bình ổn khi có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan điều tiết và các doanh nghiệp sản xuất phân phối. Theo người tiêu dùng, từ đầu năm tới nay, nguồn cung và giá cả các mặt hàng thiết yếu cơ bản được ổn định, không có sự biến động quá lớn. Người tiêu dùng tin tưởng sự tăng lương cơ bản từ ngày 1 tháng 7 sẽ không ảnh hưởng nhiều tới mặt bằng giá. Theo các chuyên gia kinh tế, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, tăng lương cơ sở, điều này có thể gây tâm lý giá cả hàng hóa tăng theo lương. Nhưng với những giải pháp mà chính phủ và các bộ ngành đưa ra, thì thị trường vẫn tiếp tục được giữ ổn định. Bộ Công Thương dự báo trong thời gian tới, với các chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho đầu tư, sản xuất kinh doanh sẽ được cải thiện. Các mặt hàng thiết yếu cũng như cung cầu không có biến động lớn, nên thị trường sẽ tương đối bình ổn.